Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 46. Israel ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến Bê-e-xê-ba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Bê-e-xê-ba, Gia-cốp khởi đi. Các con trai Israel để Gia-cốp cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pha-rôn đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy Gia-cốp cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Gia-cốp, đến xứ Ai Cập. Con trưởng nam của Gia-cốp là Ruben. Các con trai của Ruben là Hê-nắp, Pha-lu, Hết-rôn và Cạc-mi. Các con trai của Simeon là Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soha và Saulơ, tức là con của người vợ xứ Canaan. Các con trai của Levi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Các con trai của Juda là Ê-rơ, Onan, Sê-la, Phê-rết và Sê-rách. Nhưng Ê-rơ và Onan đã thác tại xứ Canaan. Con của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun. Các con trai của Isaka là Thô-la, Phu-va, Gióp và Simron. Các con trai của Sabulon là Seret, Elon và Yaleen. Và các con trai và một con gái tên là Dina mà Lea sinh cho Jacob khi ở tại Phadan Aram cùng các cháu đó, hết thảy là 33 người. Các con trai của Gác là Siphion, Hagi, Shuni, Ebon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của Ashe là Yimna, Yit và Yitvi và Beria cùng Sherat, em gái các người đó. Con của Beria là Hebe và Mankien. Và các con trai của nàng Sinba sinh cho Jacob cùng các cháu đó, hết thảy là 16 người. Nàng là con đòi của Laban, đã cho theo hầu Lea con gái mình. Các con trai của Rachel vợ Jacob là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại xứ Ai Cập là Manasse và Ephraim, mà Át-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn, đã sinh cho người. Các con trai của Benjamin là Bê-la, Bê-kê, Át-bên, Giê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốt-bim, Hốt-bim và A-rết. Và các con trai của Ra-chên sinh cho Gia-cốp cùng các cháu đó, hết thảy là 14 người. Con trai của Đan là Hu-shim. Các con trai của Nephtali là Giác, Sê-ên, Guni, Dít-xê và Si-lem. Và các con trai của nàng Bi-la sinh cho Gia-cốp cùng các cháu đó, hết thảy là 7 người. Nàng là con đòi của La-ban, đã cho theo hầu Ra-chên con gái mình. Các người đi đến xứ Ê-díp-tô với Gia-cốp, tức là các người do nơi Gia-cốp sinh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Con của Joseph đã sinh tại Ai Cập được 2. Vậy các người thuộc về nhà Gia-cốp đi đến Ai Cập cộng hết thảy là 70 người. Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước, đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Gô-sen. Vậy họ đều vào xứ Gô-sen. Joseph thắng xe đi lên Gô-sen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng: Chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con,
và biết con vẫn còn sống. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em mà hỏi rằng các ngươi làm nghề chi, thì hãy tâu rằng: Kẻ tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở tại xứ Goshen, vì dân Ai Cập có tính gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Chương 47. Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh hay và nói rằng: Cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đang ở trong xứ Goshen. Người bèn đưa 5 người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi: Các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng: Kẻ tôi tới bệ hạ là kẻ chăn chiên như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng: Ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tới bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Goshen. Pharaoh phán cùng Joseph như vậy: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ai Cập sẵn dành cho ngươi. Hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Goshen vậy. Và nếu trong các người đó ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng: Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy Joseph vâng mạng Pharaoh, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ai Cập làm sản nghiệp tại miền Ramse. Joseph tùy theo số người cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình. Vả sự đói kém lớn lắm nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai Cập đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: Xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng: Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại. Đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: Chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa, bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bản thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang. Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng: Này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaoh 1/5, còn 4/4 kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng: Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Về việc đó,
Joseph ban định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ai Cập phải nộp thuế cho Pharaoh 1/5 hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó sinh sản và thêm lên bội phần. Jacob kiều ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: "Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập. Khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi Ai Cập chôn chung cùng mồ mả của người." Joseph thưa rằng: "Con sẽ làm y theo lời cha dặn." Jacob nói: "Con hãy thề đi." Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Chương 48. Vả khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng: "Này, cha người đau." Joseph bèn đem Manasse và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng: "Này Joseph, con trai ông đến thăm ông đó." Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng: "Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan mà phán rằng: Này, ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasse cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà con sinh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Canaan thì Ra-chin chết dọc đường có mặt cha gần Ê-phê-rát. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phê-rát, tức là Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng: "Những đứa này là ai?" Joseph thưa rằng: "Ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này." Israel lại nói: "Xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó." Vả mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng: "Trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa." Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất. Đoạn, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha. Tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasse sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra, để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái để trên đầu Manasse. Người có ý riêng để tay như vậy vì Manasse là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng: "Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất." Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasse, rồi thưa rằng: "Chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ." Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: "Cha biết con, cha biết, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con. Xong, thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước." Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: "Ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasse." Vậy, Jacob đặt Ephraim trước Manasse. Israel lại nói cùng Joseph rằng: "Này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha,
sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Thi thiên thứ 9. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi đấng chí cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời, còn các thành Chúa đã phá đổ. Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời, Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian trưng. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn, hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi. Hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết, hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn, tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã luống xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chớ cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm. Thi thiên thứ 10. Đức Giê-hô-va ơi, vì cớ gì Ngài đứng xa, lúc gian trưng tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan. Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình, kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va và khinh dễ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng Ngài sẽ không hề hạch hỏi, chẳng có Đức Chúa Trời, kìa là tư tưởng của hắn. Các đường hắn đều may mắn luôn luôn. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình, hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận, dưới lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống, kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt sẽ không hề xem xét. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ không hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Đức Giê-hô-va làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền và cũng đã lắng tai nghe,
đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra, không còn làm cho sợ hãi nữa. Chương 29. Khốn cho Ariel. Cho Ariel là thành David đã đóng trại. Năm lại thêm năm trải qua các kỳ lễ. Bây giờ ta sẽ làm cho Ariel thắt ngặt. Tại đó sẽ có tang chế than vãn, nhưng nó vẫn còn làm Ariel cho ta. Ta sẽ đóng trại vây ngươi, lập đồn hãm ngươi, đắp lũy nghịch cùng ngươi. Ngươi sẽ bị hạ xuống, nói ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rĩ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất. Nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó. Như chim bao, như sự hiện thấy trong ban đêm thế nào, thì quân chúng của mọi nước đánh Ariel, hết thảy đều hãm thành và đồn lũy mà ép riết nó cũng thể ấy. Như người đói chim bao thấy ăn mà thức dậy bụng vẫn trống, như người khác chim bao thấy uống mà thức dậy nghe trong mình kiệt đi và khát khao. Cả quân chúng của mọi nước đánh núi Siôn khác nào như vậy. Hãy sững sờ và kinh hãi, hãy mù mắt và quán lòa. Họ say nhưng không phải vì rượu, xoàng ba nhưng không phải bởi rượu mạnh. Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi, đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri, đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. Vậy nên mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc mà rằng: xin đọc sách này, thì nó trả lời rằng: tôi không đọc được vì sách này có đóng ấn. Hoặc đưa cho người không biết đọc mà rằng: xin đọc sách này, thì nó rằng: tôi không biết đọc. Chúa có phán rằng: vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng: ai thấy ta, ai biết ta. Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: nó chẳng làm ra ta. Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: nó chẳng có trí hiểu đâu. Chẳng phải còn ít lâu nữa thì Liban sẽ đổi làm ruộng tốt, và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao? Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách, con mắt của kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đấng thánh của Israel mà mừng rỡ. Vì người bạo ngược đã bị diệt, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ tiệt, tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất người công bình. Vậy nên Đức Giê-hô-va là đấng đã chuộc Abraham có phán về nhà Gia-cốp như vậy: Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh, tôn sùng đấng thánh của Gia-cốp, kính sợ Đức Chúa Trời của Israel. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.